Rồi thì ở trong video trước của chúng ta là chúng ta đã giải quyết được cái vấn đề đầu tiên đúng không? Đó là chúng ta hiển thị cái dữ liệu chúng ta ra ngoài cái trình uh, duyệt như thế nào rồi. Ở trong video này của chúng ta chúng ta sẽ tìm hiểu về cách để chúng ta truyền uh, một giá trị vào trong biến và chúng ta hiển thị cái biến nó ra ngoài trình duyệt nhá, thông qua thằng props. Rồi thì uh, thế vậy thì thằng props nó là gì mà chúng ta cứ gọi nó là prop 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 đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ dịch cái nghĩa full của nó ra Nghĩa của nó viết tắt thẳng ra À nhầm, sợ viết tắt thẳng ra Nghĩa full của nó của cái từ đấy đã là properties Nghĩa của nó là thuộc tính của một đối tượng Đúng nhỉ? Thì nếu mà nó đã là một cái thuộc tính của một đối tượng rồi Thì chúng ta lại nghĩa luôn rồi đúng nhỉ? Nếu đã là thuộc tính của một đối tượng Hay là thuộc tính của một component Đúng nhỉ? Trong này của chúng ta trong React thì là component Ok, tiếp vậy thì suy ra là chúng ta sẽ Đấy, các thuộc tính của nó chính là các cái Ví dụ như ở đây thẻ H ở thẻ deep của chúng ta thì có các thuộc tính là class name đúng không là property về giá trị là khác đúng không thế vậy thì dễ quá nhỉ tương tự với thằng common chúng ta chúng ta sẽ có ví dụ như là name ví dụ như tôi sẽ có một cái property là name và giá trị tôi là panda đúng không? Đấy à, cái thứ hai tôi thích um, mình uh, thích con uh, mèo nữa cat cat đó đấy mình cần hai common này thôi đấy và có thể là mình sẽ cho thêm cái color đúng không? color cho mình thích cho nó bằng là y y n black này cực kỳ thích cần cấu trúc color mèo thì có thể là lông màu đen đi sẽ là black à. ok mình cài chuẩn s ạ thì như vậy là bây giờ như vậy là chúng ta thấy rằng là cái thằng này của chúng ta có các property của một cái common rồi thì ra công việc ở bên này chúng ta đấy là chúng ta sẽ lấy lấy giá trị của các cái các cái property đấy và chúng ta hiển thị nó vào bên trong của thằng common này đúng không Thế để mình hiển thị bên trong thì đầu tiên nhá, thì như mình đã nói là chúng ta sẽ sử dụng prop. prop là một cái thằng này nó nó lưu trữ lại cái nó là một nơi lưu trữ <laughs> lại các cái giá trị. Đây. <laughs> các cái giá trị của property của component thế nên là ở đây chúng ta phải truyền cái thằng đấy vào để chúng ta thì sử dụng nó được ở trong hàm bởi vì rõ ràng là chúng ta đang tạo ra một cái function component đúng không? Thế nên là đây chúng ta sẽ phải có thằng props, được chưa? Đấy. <cười> <cười> và tổng prop này nó sẽ làm trách nhiệm mà bây giờ nó đã lưu trữ được hai cái giá trị rồi, đấy. giống như kiểu thằng này bây giờ nó đang là một đối tượng và trong đối tượng này nó đang có hai cái thuộc tính là name và color được chưa? thế thì mình chỉ cần muốn hiển thị ra thì mình sẽ truy cập vào ví dụ như đây là my animal nó, my animal, Đó, hobby của tôi đấy là ví dụ như ở đây mình sẽ hiển thị ra. thì các bạn muốn hiển thị ra cái đấy thì các bạn chỉ cần là bởi vì như mình nói là bây giờ thì hai thằng đấy giờ nó chính là property của đối tượng props thế nên chúng ta chỉ cần truy cập vào props được chưa đấy uh, props props và chúng ta sẽ chấm <laughs> chúng ta sẽ chấm và chúng ta sẽ truy cập vào trong property của props đấy là thằng name và thằng color đúng không ví dụ như ở <laughs> à, đây mình làm cái thằng name trước nhá rồi mình cài cho nó lại đấy thì giờ mình ra ngoài trình duyệt thì bạn thấy rằng nó tự render ra con gấu trúc và con mèo đúng không như vậy là chúng ta đã truyền được dữ liệu ra ngoài rồi đúng không? đấy, <laughs> bây giờ chúng ta hiển thị nốt nhé, chúng ta hiển thị nốt thằng còn lại với uh, với uh, uh, props đúng không? props chấm uh, cái gì nhỉ? color đúng không? color uh, color đúng không? chấm vậy đó Đấy thì giờ các bạn ra ngoài thì đây Ví dụ như mai này một hobby của tôi là panda với cái white và black color Đúng nhỉ? Còn hobby của tôi là con mèo thì là black colors Được chưa? Đấy ok như vậy xong nhá Đúng không? <laughs> như vậy thì Ôi <laughs> rồi oh, mất giọng rồi Như vậy thì ở trong cái này chúng ta chúng ta chỉ nhớ cái gì nào Đầu tiên là chúng ta nhớ về cái việc đấy là Pro, pros là viết tắt của từ property Và nghĩa property là thuộc tính Như vậy thì suy ra là prop của một component thì chính là cái việc là chúng ta quy định các cái các cái thuộc tính của một component thì đây các thuộc tính ở đây được chưa và để mà chúng ta lấy được thì chúng ta chỉ cần truy cập vào trong đối tượng prop và chúng ta lấy ra các cái tên của cái uh, tên của các cái thuộc tính đấy và thì chúng ta sẽ lấy được cái giá trị của nó được chưa còn việc hiển thị nó thì chúng ta đã làm trong video trước rồi video này thực ra là chúng ta chỉ làm lại thôi đúng không đấy nhá rồi Đấy, thì video này coi như chúng ta đã xong Coi như chúng ta đã xong việc là chúng ta hiển thị cái thằng Prop đấy ra như nào Đúng không? Đấy Dễ hiểu đúng không? Quá dễ hiểu luôn đấy chứ <laughs> Rồi, thì ở trong video này của chúng ta Chúng ta đã xử lý xong thằng Prop rồi Thì ở trong cái video sau của chúng ta ấy, Thì chúng ta sẽ làm một cái gì? Đấy, thì đầu tiên bây giờ mình sẽ nói cho các bạn một cái lỗi trước Ví dụ Ví dụ ở đây mình muốn là Trong cái thằng Cast này của mình, mình muốn nói thêm Đấy là, uh, mình muốn nói thêm như thế này Ví dụ như ở đây mình sẽ nói thêm App app animal này ví dụ trong này mình muốn thêm một cái nữa đấy là uh, this is a second right, this is a second tức nghĩa đây chỉ là một cái một cái cái hobby thứ hai của tôi thôi đấy, hobby thứ hai của tôi thôi có là con mèo này của tôi chỉ là đứng thứ hai đấy, được không để tôi giải thích thêm về cái việc là thức nhất của tôi thì vẫn là con gấu trúc còn cái thứ hai của tôi là con mèo đấy, Thì giờ mình sẽ ra ngoài mình reload lại đấy thì bạn sẽ thấy rằng là Oh man, rõ ràng là chúng ta không thấy được cái, cái 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 nội dung mà chúng ta vừa viết vào, đúng không? Thế vậy chúng ta sẽ xử lý cái 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 lỗi đấy của chúng ta như thế nào? Đúng không? À, thì trong video sau chúng ta chúng ta sẽ xử lý cái lỗi đấy và cái lỗi đấy thì nó được gọi là children property nhá. Có nghĩa là property con đấy, <laughs> nhá.